Dựa trên số liệu phân tích về số lượng stablecoin đang được sử dụng trên thị trường crypto, tôi cho rằng TVL thực tế có thể kỳ vọng đạt được 50 triệu trong ngắn và trung hạn. Chúng tôi cho rằng đó là một con số khả thi và sẽ cung cấp nhiều thanh khoản cho các dano đồng thời điều đó cũng thực sự đáp ứng nhu cầu on-chain. Chào mừng bạn đến với đề app Central. Tên tôi là Faris. Nội dung của video này là buổi trao đổi với Matt Flauman, chủ tịch và là người sáng lập Mahen. Tổ chức sẽ mang một loại stablecoin được hỗ trợ bởi Fiat đến với các Dano. Như các bạn đã biết, đã có rất nhiều tranh luận xung quanh các đồng stablecoin USDC và các loại tiền tệ được hỗ trợ bởi Fiat đang được đưa vào hệ thống blockchain. Không để các bạn chờ đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thảo luận khá thú vị này. Tôi sẽ xem màn hình của Matt. Matt, anh thế nào rồi? Cảm ơn anh đã mời tôi đầu tiên tôi muốn cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi nói chuyện này vì tôi biết anh và toàn bộ nhóm mahen đã và đang vô cùng bận rộn để đẩy nhanh tiến độ dự án nhất là trong giai đoạn sắp tới ngày ra mắt buổi nói chuyện hôm nay vô cùng giá trị vì sẽ mang lại nhiều thông tin rõ ràng hơn cho cộng đồng về đồng stablecoin sắp phát hành Đầu tiên tôi muốn chúng ta sẽ nói đôi chút về Mahen. Chúng ta sẽ dành một phần để cập nhật về tiến độ mới nhất của các dự án Smart Contract mà các anh đang triển khai. Sau đó là về trên race và cách mà cộng đồng có thể tham gia đầu tư vào Mahen, nếu tôi không nhầm. Kế đến, hãy thảo luận một chút xung quanh tính thanh khoản và kế hoạch ra mắt. Và sau đó, tôi muốn chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề pháp quy về cổng thanh toán Fiat và sẽ có đôi lời cảm nhận của anh trước khi chúng ta kết thúc. Và chúng ta cùng bắt đầu thôi, Matt, xin anh vui lòng giới thiệu ngắn gọn về anh và Mahen, bởi vì mặc dù tôi đã từng mời anh nói chuyện vài lần rồi nhưng có thể có nhiều người mới chưa biết tới anh. Chắc chắn rồi, cảm ơn Faris. Mahen thực sự là cái tên khá lạ. Đó là tên của con rắn trên biểu tượng Uroboros trong truyền thuyết Ai Cập. Vì vậy cái tên Mahen mang tinh thần các Dano. Tuy nhiên, chúng tôi đang xây dựng đồng Stablecoin USDM được hỗ trợ bởi Fiat. Stablecoin được hỗ trợ bởi Fiat là một phần quan trọng của các hệ sinh thái đề phi. Nó được neo giá trị với đồng Fiat, trong trường hợp này là đồng USD. Vì vậy, nó sẽ mang lại độ tin cậy cho các dự án đề phi, cho các dự án liên quan về thuế và rất nhiều thứ khác được xây dựng on chain. Rất nhiều đồng stablecoin trên hệ sinh thái Ethereum đang được sử dụng để thanh toán mạng ngang hàng. Chúng được sử dụng cho các hoạt động vay và cho vay. Stablecoin là một công cụ rất hữu ích cần có on-chain. Chúng ta có thể dùng tiền pháp định để mua Stablecoin và chuyển đổi ngược lại từ Stablecoin về tiền pháp định. Vì không bị chênh lệch quá nhiều về phí giao dịch, cho nên Stablecoin sẽ giúp duy trì giá trị của token on-chain và giúp nó phản ánh chính xác giá trị đồng đô la của các tài sản khác nhau mà chúng được gắn với. Dự án Mahen đã được triển khai được khoảng 2 năm. Dự án này được tài trợ bởi quỹ Catalyst Phan 10. Lúc đó dự án đã nhận được rất nhiều phiếu bình chọn. Ngay sau khi nhận được giải ngân, chúng tôi đã rất nhanh chóng triển khai dự án. Anh có nghĩ chúng ta sẽ nói luôn về cách đồng stablecoin hoạt động hay không? Tôi nghĩ anh đã có phần giới thiệu khởi đầu rất tốt. Sẽ rất tuyệt nếu anh bắt đầu nói sâu về mahen và cách thức nó hoạt động. Và tiếp theo, tôi muốn đề cập đến một số tiến triển liên quan đến hợp đồng thông minh. Ok, chúng ta sẽ phân tách thành hai loại ngăn xếp khác nhau có ngăn xếp bên fiat và ngăn xếp on chain và bản thân token này thực tế là một tài sản gốc các dano tiêu chuẩn và có thể hoán đổi cho nhau như bất kỳ tài sản gốc các dano nào khác trên các dano tiêu chuẩn tài sản gốc tức là tài sản đó sẽ được xử lý ở cấp độ giao thức giống như ada nó không thể bị khóa nó không bị thu hồi lại. Nó trôi nổi tự do và có thể kết hợp vô hạn trên blockchain. Những gì chúng ta đã thấy vào năm 2022-2023, rất nhiều sự suy giảm của token stablecoin đã trở thành vấn đề thực sự đối với nhiều giao thức đề phi, bởi vì cơ chế neo giá trị lòng lẻo với fiat hoặc thiếu khả năng chuyển đổi thành fiat nên không có cơ chế mạnh mẽ nào ràng buộc giá trị của các token đó. Và giờ thường xuyên gặp phải những sự kiện DEPEG này liên quan tới mức độ dự trữ đầy đủ. Tất nhiên, ngay từ đầu Terra Luna đã là một mớ hỗn độn cũng giống như nhiều loại crypto khác. Và một khi token nền tảng mất đi sức hấp dẫn, thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Và thực sự, neo giá trị với Fiat chính là việc cần phải làm. Vì vậy, thiết kế Stablecoin này chính là ý tưởng sáng tạo trên các Dano, đó là blockchain UTXO và không phải là blockchain tài khoản. Cách điển hình để tìm số lượng token hoặc xác định số lượng token on-chain là sử dụng kỹ thuật chụp snapshot trạng thái blockchain. Những gì Mahan đã làm là tìm ra cách tính toán giá trị của số lượng tốc cần hiện có trong khi sử dụng bảo mật on-chain để làm điều đó. Và mỗi khi chúng tôi đúc USDM, giá trị của bộ đếm sẽ đếm ngược lại với giá trị của khoản dự trữ. Và đối với vấn đề off-chain, chúng tôi có một hệ cơ sở dữ liệu Oracle mà chúng tôi đặt tên là Charlie 3, đó là là cơ sở dữ liệu Oracle chính trên các Dano giá trị của cơ sở dữ liệu Oracle cung cấp cho hợp đồng thông minh số dư dự trữ thực tế. Bất kể số dư tài khoản dự trữ là bao nhiêu, Charlie 3 sẽ cung cấp số dư đó on trên một cách độc lập không bị can thiệp bởi con người. Chúng ta sẽ được cấp quyền truy cập chỉ đọc. Nhưng nếu không có giá trị đó, chúng tôi không thể tạo USDM. Các hợp đồng thông minh kiểm soát việc đúc và đốt tốc cường tích hợp nguồn cấp dữ liệu Charlie 3. Tức là, sẽ không có nhiều usdm tồn tại trên các dano hơn giá trị trong các tài khoản ọc trên hỗ trợ usdm tỷ lệ neo một một đó giúp đảm bảo rằng lượng dự trữ luôn đủ để đáp ứng việc quy đổi số tốc cần, cần thiết đây là một dạng xác minh dự trữ độc lập. Bạn thấy điều này rất nhiều trong tài chính truyền thống, nơi có rất nhiều trách nhiệm về kế toán, kiểm soát và quản lý danh mục đầu tư đều được tách biệt. Những thứ đó đều có tính chất đối trọng với nhau. Chúng tôi đã áp dụng mô hình chi phí, đó là có một kế toán viên độc lập xác minh giá trị của một vật, và sau đó cũng có các khoản dự trữ on trên tương ứng tham chiếu đến giá trị độc lập đó. Tôi nghĩ điều đó sẽ mang lại cho khả neo giá back, mạnh mẽ cho USDM. Số dư dự trữ ọp trên sẽ được quản lý bởi một số quỹ tiền tệ cũng như các tài khoản ngân hàng được xếp hạng A. Các tài khoản dự trữ đó sẽ được tạo tại Western Asset Management hoặc Fidelity và chúng tôi có một ngân hàng trung gian dự trữ ở đó nhận tiền fiat và gửi nó đến các tài khoản đầu tư và có một thiết lập khá phức tạp để đưa fiat của bạn vào các tài khoản dự trữ một khi có biến động tới tài khoản dự trữ giá trị đó sẽ được phản ánh trên số lượng usdm có sẵn trong hệ sinh thái và đây là một cơ chế rất minh bạch để cung cấp đủ lượng dự trữ một cách độc lập và đảm bảo rằng bất cứ ai đang sử dụng USDM có thể tin tưởng vào thực tế là có một bên độc lập đã chứng thực rằng có rất nhiều khoản dự trữ và khoản dự trữ này luôn được kiểm soát bằng hợp đồng thông minh. Tôi có cảm giác như mình đang được quay lại trường học vậy, Matt. Ồ. Oh. À không ý tôi là anh đã làm rất tốt khi chia nhỏ vấn đề một cách rất dễ hiểu từ đầu đến cuối anh đã giải thích lý do tại sao chúng ta cần đồng stablecoin được hỗ trợ bởi fiat cách thức hoạt động của nó và anh cũng đề cập đến việc làm sao để xác minh rằng lượng stablecoin có được đúc nhiều hơn mức cần thiết hay không tôi thực sự đánh giá cao điều đó một lần nữa đối với bất kỳ ai lần đầu tiên nghe về mát tôi nghĩ họ sẽ cảm thấy chia sẻ của anh rất hữu ích Bây giờ tôi muốn đề cập tới một chi tiết khác xoay quanh nhà cung cấp Oracle. Hiện tại, các anh đang làm việc với C3 hoặc Charlie 3, ít nhất là trên các video của tôi. Mọi người có xu hướng nhận xét rằng làm việc với một nhà cung cấp Oracle cụ thể nào đó có thể là một nút thắt. Vì nếu nhà cung cấp đó trục trặc thì sẽ dẫn tới vấn đề cho USDM cũng như ảnh hưởng tới cơ chế đúc và đốt tay Trong tương lai, anh thấy Mahen có cần phải sử dụng nhiều nhà cung cấp Oracle không? Và sau đó tôi sẽ có một câu hỏi khác xung quanh nút thắt cổ chai tiềm ẩn này. Vâng, chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng của Charlie Ba trong việc thực hiện những gì họ đã cam kết. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều giải pháp của Oracle yêu cầu cập nhật theo thời gian thực hoặc cập nhật rất thường xuyên đối với từng giao dịch Charlie Ba Về cơ bản sẽ cung cấp một giá trị mỗi ngày hoặc một giá trị cho mỗi lần làm mới tài khoản Fiat. Và thông tin tài khoản sẽ thay đổi vào cuối ngày khi bạn đã giải quyết tất cả các giao dịch. Sau đó, chúng ta sẽ có một giá trị mới, và việc sử dụng giá trị mới đó sẽ đúc hoặc đốt USDM tương ứng. Nhưng ở trên các Dano, token được xác định thông qua tập lệnh chính sách tiền tệ. Và nếu chính sách tiền tệ này thay đổi thì chính sách về token cũng tự thay đổi. Lúc đó, mã nhận dạng on trên của token hay tên token hoặc id chính sách của token sẽ thay đổi và đối với đồng stablecoin usd những gì chúng tôi đã làm là xác định chính đồng stablecoin đó và chính sách tiền tệ để tham chiếu các hợp đồng thông minh khác nếu hợp đồng thông minh sử dụng hệ thống dữ liệu oracle thì khi chính sách tiền tệ thay đổi chúng ta chỉ cần thay đổi dữ liệu trên oracle và những gì chúng tôi đã làm là xác định chính sách tiền tệ bao gồm Oracle Consumer, hoặc Sydney Key Consumer. Nó giống như kiểu cầu nối giữa Oracle thực tế và khóa thực tế vì vậy chúng tôi có thể chuyển hướng oracle sang một oracle khác nếu cần chúng tôi có thể thay đổi oracle mà không cần thay đổi ý tưởng chủ đạo về chính sách tiền tệ chúng tôi có thể linh hoạt đưa vào oracle thứ hai hoặc oracle thứ ba hoặc sử dụng cân bằng hai trong ba hoặc những thứ tương tự như vậy và đó thực sự là sự linh hoạt bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện sẽ ngay lập tức được biết đến bởi những người giám sát vì nó hiển thị on chain

Chúng tôi có thể đổi nó thành một oracle giả nào đó và nói, trên thực tế, có 1.000 tỷ đô la USDM trong kho dự trữ, và chúng tôi sẽ đúc vô tội vạ số coi đó và tuồn ra cho cộng đồng. Tức là kiểm toán đã xác định đó là một lỗ hổng. Thực sự đối với hợp đồng thông minh thì điều đó là hợp logic, đây là cách bảo vệ cộng đồng khỏi mehem. Và giải pháp được đề xuất là chúng tôi nên thêm vào tính năng trễ về thời gian tức là bất cứ khi nào chúng tôi thay đổi oracle thì thay đổi đó sẽ chưa có hiệu lực ngay lập tức mà phải cần một khoảng thời gian để mọi người xác nhận nếu một ai đó phát hiện có vấn đề với những thay đổi đó thì các thành viên khác trong nhóm sẽ gọi lại oracle cũ trước khi bộ đếm thời gian trễ kết thúc và đó là loại độ trễ thời gian mà chúng tôi đã thêm vào chính sách để đảm bảo rằng tất cả các mảnh ghép phối hợp với nhau một cách chính xác và được bảo mật không chỉ khỏi các tác nhân bên ngoài mà còn khỏi hành vi trộm cắp nội bộ và điều cuối cùng là về tính linh hoạt của mô hình với tính năng trễ về thời gian với các yếu tố đa chữ ký và đảm bảo rằng tất cả những thứ đó đều phối hợp với nhau để nếu mihen được nâng cấp lên Plutus phiên bản v 3 hoặc nếu các tiêu chuẩn hợp đồng thông minh trên các Dano thay đổi theo bất kỳ cách nào thì chúng ta sẽ làm thế nào điều chỉnh token để đáp ứng điều đó nhưng sau đó nó có tiếp tục được sử dụng trong toàn bộ hệ sinh thái các Dano để phi không và đó là điều mà chúng tôi rất biết ơn nhóm Sander Swap, đặc biệt là Pi, vì đã thực sự nhấn mạnh rằng cuối cùng chúng tôi cần phải trở nên linh hoạt. Linh hoạt nhất có thể và đảm bảo cho token trong tương lai. Đây là điều khiến chúng tôi phải xem xét lại toàn bộ quá trình thiết kế của token này mặc dù cùng một oracle kiểm soát việc đúc tiền và cùng khả năng xoay các khóa ký khả năng thay đổi oracle nếu có vấn đề hoặc nếu chúng tôi muốn thêm các khóa bổ sung hoặc nếu charlie ba thay đổi tiêu chuẩn của họ chúng tôi muốn cũng có thể thay đổi để sửa đổi để chấp nhận điều đó mà không gặp phải các hiệu ứng kích thích có thể khiến phát sinh thêm token usdm version 2, hoặc bất kỳ thứ gì sau này và chúng tôi đã thêm vào sự linh hoạt minh bạch mang tính chiến lược đó xuyên suốt toàn bộ token dựa trên hợp đồng thông minh xuyên suốt đến cốt lõi của token một trong những điều mà chúng tôi đang thử nghiệm là sử dụng sai trên để tính toán tất cả nguồn dự trữ của mihen với tư cách là một công ty và nếu chúng ta có thể có ngân hàng kế toán viên và mọi người chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty báo cáo mọi thứ on trên hoặc chuỗi đối tác thì chúng ta có thể sử dụng loại cơ sở hạ tầng đó để kiểm soát lại usdm và đảm bảo rằng đó là đồng stablecoin hàng đầu ở các Dano và đó là tốc cần minh bạch nhất, hiệu quả nhất và có trách nhiệm nhất với cộng đồng. Và đó là điều chúng tôi đang suy nghĩ. Mục đích là để chúng tôi có thể đáng tin cậy về lâu dài chứ không chỉ vội vã ra mắt và sau đó. Rất tiếc, xin lỗi, chúng tôi phải thực hiện version 2 sau đó là tất cả các đối tác chúng tôi đã tích hợp với. Tất cả các đề áp và tất cả các sàn giao dịch cũng như tất cả giao thức vay và cho vay. Và tất cả những người chỉ sử dụng nó để thanh toán mọi thứ đột nhiên có tốc cần thứ hai và. Đương nhiên, như thế thật bất tiện. and all of the, lending protocols and all the people who are just using it nhưng nó cũng là một loại lỗ hổng để người khác tấn công chẳng hạn ai đó có thể nói ô oh, đó chỉ là một phiên bản hai của chính các anh thôi có thể sẽ xuất hiện nhiều người xuyên tạc dựng chuyện về vấn đề này nếu chúng ta vẫn giữ cách làm ăn sổi và thêm nhiều tốc cần vào hệ sinh thái chúng ta có thể sẽ tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo tham gia để thao túng toàn bộ sự việc và chúng tôi thực sự đã nhận ra điều này và tuy nhiều người không hài lòng nhưng chúng tôi bắt buộc phải tạm dừng lại để đảm bảo rằng ngay khi ra mắt phải là phiên bản tốt nhất cho hiện tại và cho cả tương lai anh đã đưa ra những điểm rất tuyệt vời và tôi hoàn toàn đồng ý với cách tiếp cận rất cẩn trọng như thế. Đã có rất nhiều sản phẩm làm điều ngược lại. Như anh đã nói tới, đã phải trả giá khi tính thanh khoản bị phá vỡ, hoặc thậm chí là các chính sách bổ sung hoặc token mới chỉ gây nhầm lẫn hoặc rối rắm cho cộng đồng. Tôi cho rằng ít nhất là đối với đa số ở đây, tôi không nghĩ rằng phần lớn cộng đồng phản đối quyết định của các anh. Tôi nghĩ nếu có điều gì đó xảy ra khi các anh thông báo về sự chậm trễ phát hành thì đó là nhiều người sẽ thực sự vui mừng vì các bạn đã dành thời gian để thực sự xây dựng mọi thứ một cách chính xác. Bây giờ tôi thực sự muốn chuyển sang chủ đề về trên race, nhưng có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục nói thêm một chút về tính thanh khoản, dự trữ, vân vân. Tôi có một câu hỏi nhanh khác. Với các đồng stablecoin được hỗ trợ bằng tiền phát định, hẳn rằng anh cũng có thể đồng ý là sẽ có một chút rủi ro. Nếu phát sinh lỗi gì đó khi đúc số tiền chính xác có trong kho dự trữ on trên, chỉ là có thể thôi, tôi muốn làm rõ ý này hơn một chút. Chẳng hạn với một số loại stablecoin khác, thực tế có 1.000 đô la dự trữ, nhưng lại chỉ có 900 token on trên, đó là một dạng sai lệch. Mihen có dự định làm điều tương tự không? Và nếu vậy, mức độ sai lệch đó là bao nhiêu? Chúng tôi chưa phát hiện ra bất kỳ sai sót nghiêm trọng nào, nhưng chắc chắn sẽ có dự trữ vượt mức. Tôi nghĩ ở nhiều tiểu bang mà chúng tôi đang tìm kiếm giấy phép, bạn phải có khoản dự trữ vượt mức ở mức 100.000 đô la hoặc hơn. Để giới hạn khoản dự trữ so với những gì bạn đang phát hành. Có nhiều quy định rất hợp lý xung quanh vấn đề đó. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra trường hợp kẻ nào đó muốn lừa gạt, chúng tôi muốn rút lại số tiền fiat có rất nhiều lừa đảo trong thị trường này và vì vậy chúng tôi cũng đang xây dựng nhiều biện pháp bảo mật để tránh điều đó chúng tôi có các khuôn khổ dựa trên rủi ro để đánh giá liệu một giao dịch riêng lẻ có nguy cơ gian lận hay không có rất nhiều thứ chúng tôi vẫn đang làm. Mọi người tham gia đúc USDM đều phải thực hiện KYC bằng xác minh danh tính thực và thường là quét khuôn mặt. Và đó là thứ mà chúng tôi đang xem xét kết hợp vào lớp sâu hơn của các biện pháp kiểm soát hoạt động off trên mà chúng tôi hiện có. Và nhiều tiểu bang mà chúng tôi đang hoạt động yêu cầu phải có dự trữ vượt mức. Và đó cũng là một phương pháp hay nhất cảm ơn anh tôi đánh giá cao điều đó anh đã đề cập đến kyc chúng ta sẽ nói về vấn đề đó trong ít phút nữa tuy nhiên trước đó tôi muốn hỏi thêm về tính thanh khoản và khả năng phát hành và như anh đã đề cập bất kỳ ai cũng có thể đến và thực hiện các thủ tục kyc chống rửa tiền sau đó họ có thể đúc usdm để sử dụng on chain vấn đề phát sinh bây giờ là có thể có một số người đúc token với số lượng lớn đưa vào chuỗi và cho phép các thành viên cộng đồng kể cả những người chưa trải qua cây vẫn có quyền truy cập vào USDM vân vân và câu hỏi của tôi là thông thường khi chúng ta có các token sắp ra mắt trên các Dano hoặc OnChain một lượng token nhất định sẽ dành để khởi động để cung cấp cho các nền tảng chẳng hạn như X như MinSwap, Wing, Rider, Sunderswap, vân vân đi lên kế hoạch khởi động và tạo thanh khoản ban đầu như thế nào nó có dành cho bất kỳ ai muốn truy cập vào USDM và không cần phải đúc hay không Mọi người sẽ vào MinSwap, vân vân, và đổi ADA của họ lấy USDM. Chúng tôi đã làm được một số việc. Chúng tôi đã tích cực làm việc với các cơ quan quản lý ở tất cả các tiểu bang để đảm bảo rằng chúng tôi có thể hoạt động hợp pháp, và tôi tin rằng hiện tại chúng tôi đã được chấp thuận ở 17 tiểu bang, bao gồm cả những tiểu bang lớn như Virginia và Wisconsin. California, rất nhiều bang ở miền Trung đất nước có chính sách hỗ trợ đối với crypto rất vui khi hợp tác với chúng tôi. Và thậm chí cả Tennessee, Connecticut. Và chúng tôi có rất nhiều tiểu bang tốt có hướng dẫn tốt về giấy phép mà chúng tôi cần hoặc không cần để hoạt động ở những tiểu bang đó. Đương nhiên vẫn có một số khác biệt tùy từng nơi. chẳng hạn như ở Texas sẽ khác ở Florida. Chúng tôi đã hoạt động ở Florida, nhưng ở nhiều tiểu bang, bạn sẽ không thể nhận được USDM và bạn sẽ có thể nhận được nó nếu bạn mua nó trên đất. Oh, đó là slide cũ rồi. Vâng, chúng ta có Tennessee, Connecticut, New Hampshire, Indiana, vân vân. Tôi sẽ tìm cho anh bản cập nhật mới hơn. đã có rất nhiều tiến triển về vấn đề này. Chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác tốt với một số hệ sinh thái quan trọng để kiếm được một lượng USDM đáng kể ngay từ đầu và có thể tiếp tục cung cấp sau đó. Khi chỉ số DPEC đến 101, 102, 103 khi mọi người đang sử dụng nó, cần nó, mua nó on-chain và sử dụng nó trong hệ sinh thái, thì sẽ có một cơ hội tranh lệch giá tốt cho những cá nhân muốn tham gia và mua nó từ chúng tôi với giá một đô la và sau đó họ sẽ bán lại on-chain. Và chúng tôi hy vọng rằng thị trường sẽ luôn được bổ sung thanh khoản một cách tự nhiên vì nó luôn được hỗ trợ bởi đồng đô la. Bạn luôn có thể đổi ngược lại đồng đô la của mình. Bạn luôn có thể mua USDM với giá 1 đô la, và đây là cái neo giá cứng, một tốc cần luôn có thể được đúc hoặc đổi. Nếu bạn thấy nó đang giao dịch với giá 99,98, hãy mua nó on-chain, và sau đó lại đổi ra đô la khi giá tăng lên và chúng tôi tin rằng các lực lượng thị trường tự nhiên sẽ thực sự xuất hiện để đáp ứng nhu cầu về usdm trong dài hạn nhưng trong ngắn hạn chúng tôi đã hợp tác với rất nhiều nhà cung cấp hệ sinh thái quan trọng để giúp khởi động tính thanh khoản ban đầu chúng tôi có ước tính về số tiền đó nhưng thực tế chúng tôi không có ước tính chính xác về số lượng usdm và tôi nghĩ rằng không ai có thể làm được điều đó cả chúng ta sẽ phải thực sự xem thị trường sẽ cần gì trong trường hợp đó và chúng tôi có những nhà cung cấp tốt sẵn sàng tham gia và cũng có rất nhiều cá nhân trong cộng đồng muốn tận dụng cơ hội cũng có thể tham gia. Tôi đánh giá cao sự minh bạch về điều đó. Tôi nghĩ câu hỏi cuối cùng về tính thanh khoản mà tôi muốn đặt ra trước khi tiếp tục là vấn đề chúng ta có thể mong đợi bao nhiêu. Rõ ràng, có một số đồng stablecoin lâu đời hơn đang hoạt động trong các mạng tương thích ERC20 trên EVM. Họ đang nắm giữ hàng tỷ đô la. Nhưng rõ ràng họ cũng phải bắt đầu từ những con số nhỏ hơn. Khi Mihen bắt đầu hoạt động, chúng ta có thể mong đợi ở mức thanh khoản nào? Tôi biết rằng khó có thể có một con số cứng, nhưng đơn vị triệu hay tỷ đô la nhỉ? Nói tới đơn vị tỷ thì hơi quá rồi. Tôi nghĩ rằng ước tính hợp lý về những gì hệ sinh thái các Dano có thể cần đối với một đồng stablecoin được hỗ trợ bằng tiền pháp định là khoảng 50 triệu USD. Nếu bạn xem xét trường hợp Ethereum hoặc on trên kích thước tương đương, đôi khi đồng stablecoin TVL bằng 100% vốn hóa thị trường của token lay ở một cơ sở trong trường hợp đó bạn có thể thấy đủ số stablecoin bao gồm jet hoặc iusd hoặc bất kỳ loại tiền nào khác sắp ra mắt có giá trị khoảng hàng tỷ có thể là vài chục tỷ nếu các dano được tăng giá trong chu kỳ này, chúng ta có thể thấy nhiều tỷ USD, nhưng tôi nghĩ kỳ vọng thực tế trong ngắn và trung hạn sẽ vào khoảng 50 triệu USD TVL. Dựa trên các phân tích mà chúng tôi đã xem xét như Bao nhiêu đồng stablecoin đang được sử dụng? Nó đang được sử dụng ở đâu? Chúng tôi nghĩ rằng đó là mức có thể đạt được. Và đó là mức mà tôi nghĩ sẽ mang lại nhiều tính thanh khoản cho các Dano. Và điều đó thực sự đang đáp ứng nhu cầu on-chain. Có rất nhiều nhu cầu về đồng stablecoin để làm những việc không phải đề phi, và một số người sống ở những nơi không có hệ thống tài chính đáng tin cậy, ví dụ như một số nơi ở Haiti. Tôi nhớ đến chuyến đi truyền giáo tới Haiti. Cha tôi trở về sau những chuyến đi truyền giáo này và ông nói, Thật sự không có ai ở đó trông cậy vào chính phủ để được giúp đỡ. Trông cậy vào các ngân hàng để được giúp đỡ. Họ không có bất kỳ niềm tin nào vào bất kỳ tổ chức chính thức nào của họ. Và họ cần các lựa chọn thay thế, và trong phạm vi các đồng stablecoin được hỗ trợ bằng tiền pháp định trên các blockchain trên mở công khai có thể cung cấp khả năng bổ sung đó cho những cá nhân dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi đang nghĩ về lộ trình và cách có thể phục vụ những cá nhân không chỉ tham gia vào các Dano đề phi mà còn cả những người cần các Dano cho sinh kế và các hoạt động kinh doanh thực tế của họ, hoặc đại loại như vậy. Chúng tôi đang thực sự làm việc chăm để tìm ra giải pháp đảm bảo khả năng mở rộng ra ngoài loại hệ sinh thái đề phi on trên. Nếu làm được điều đó thì chúng ta có thể nghĩ tới con số hàng tỷ, vì lúc đó nhu cầu sẽ rất cao. Lúc đó chúng ta có thể nhìn vào chuỗi, ô oh 300 triệu TVL, thậm chí gấp 6 lần số đó, 50 triệu có vẻ là mục tiêu hợp lý. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh ở điểm đó, và một lần nữa, không có gì sai khi có những ước mơ lớn lao. Nhưng tất cả chúng ta đều phải bắt đầu từ đâu đó. Vì vậy tôi chỉ muốn nhanh chóng đưa vấn đề này lên đây cho mọi người xem để đưa mọi thứ vào một góc nhìn khác. Bạn đúng bạn vừa đề cập rằng 337 triệu đô la tính theo TVL, nhưng nếu tôi thực sự tắt nó đi, chúng ta chỉ có khoảng 18 triệu đô la tính theo đồng stablecoin. Và nếu Mahen có thể mang về 50 triệu, con số đó sẽ cao hơn gấp đôi so với những gì chúng tôi hiện có, mà tôi nghĩ sẽ rất lớn. Các bạn về cơ bản sẽ là lực lượng thống trị các Dano, và sau đó, củng cố điều đó với những gì bạn đã đề cập trước đó đúng vậy với cung và cầu tự nhiên để thực sự giữ đồng đô la được chốt tôi nghĩ điều đó sẽ đưa các bạn vào một vị trí thực sự tốt để tiếp tục thống trị thị trường này trong tương lai đã có những lo ngại về các loại stable coi khác điều đó khiến mọi người chú ý đến một lần nữa tất cả chúng ta đều đang xây dựng trên các Dano và tất cả chúng ta đều đang cố gắng cung cấp giải pháp nhưng những đồng stable coin khác đó có xu hướng có vấn đề và những điều đó thỉnh thoảng cũng xuất hiện và vì vậy tôi nghĩ đó là lý do tại sao lại có nhu cầu lớn về một loại stablecoin được hỗ trợ bằng tiền pháp định. Hy vọng chúng ta sắp có nó. Tôi tin rằng đó là ngày 16 tháng 3 năm 2024. Nội dung tiếp theo tôi muốn nhanh chóng chuyển sang là khía cạnh pháp quy của vấn đề này. Về vấn đề khung pháp lý, rõ ràng là các anh đang làm việc với các cơ quan quản lý ở nhiều tiểu bang để đảm bảo rằng các anh tuân thủ quy định ở những nơi đó. Một trong những điều lớn nhất mà Mahen thực sự đang theo đuổi mà nhiều stable coi lớn khác chưa làm được đó là về mảng pháp quy. Anh có phiền không khi đề cập đến một số khía cạnh tích cực của việc không bị đóng băng và không bị thu hồi không? Bởi vì, một lần nữa, tôi nghĩ điều đó cũng phù hợp với tầm nhìn của các Dano, đó là không cần phải được cho phép. Không cần phải tin và hoàn toàn minh bạch khi nói đến những điều đó nghĩa là chúng ta thực sự có thể giải thích rất nhiều điều đó và thực sự hiểu được thực chất điều này là gì. Và tôi nghĩ rằng việc thu hồi, đóng băng một số tính năng của token ERC-20, thành thật mà nói, đó là một điều không hợp lý. Tôi nghĩ rằng nhu cầu khóa tài sản gốc của bất kỳ ai cần phải được làm rõ với Bitcoin. Và thực tế là các sàn giao dịch được quản lý và xét hiện nay đã chấp nhận Bitcoin ETF. Và khi chúng ta nghĩ về những gì cần thiết trong một hệ sinh thái, điều cần thiết thực sự là kiểm soát các điểm tương tác của nó với hệ thống tiền pháp định và nếu các cá nhân đang sử dụng crypto như bitcoin để giao dịch để thực hiện công việc kinh doanh của họ thì không ai được lấy lại hoặc không ai đóng băng không ai không ai lấy bitcoin ra khỏi ví của họ ngoại trừ họ khi họ ký giao dịch chẳng hạn như bạn đã thấy cặp đôi đã bị bắt ở new york vì thực hiện một số hành vi trộm bitcoin và cuối cùng bị bắt vì sử dụng máy atm để rút bitcoin và những điểm kết nối khác nhau mà những cá nhân này có với hệ thống tiền pháp định chính là nơi nơi cuối cùng họ cần kyc cần phải trải qua quá trình nhận dạng và cơ quan thực thi pháp luật đã rất rõ ràng về sự cần thiết phải làm điều này nhưng họ cũng đã nói rất rõ ràng về mức độ hữu ích của crypto trong việc chống tội phạm họ muốn chắc chắn rằng chúng ta không có các hoạt động như tài trợ khủng bố buôn người hay bất kỳ việc nào trong số này liên quan tới thế giới ngầm và suy nghĩ của tôi về toàn bộ chủ đề này là nếu bạn xem bitcoin như một điển hình bạn nói rằng không ai yêu cầu sàn đóng băng bitcoin trong ví của mọi người vì vậy họ không cấm họ tương tác với hệ thống ngân hàng fiat bởi vì họ có thể không có thể lấy lại các giao dịch Bitcoin của mọi người. Tương tự như vậy với tài sản gốc Cardano, ADA cũng là một tài sản chuyển đổi tiền pháp định thả nổi tự do giống như USDM. Và theo đó đến thời điểm đó, Hoshi hoặc SNCK hoặc Stash hoặc bất kỳ loại nào khác tốc giống như bất kỳ tốc cần nào trong số này trên các Dano có thể được chuyển đổi với một mức giá. Và việc chúng không thể bị khóa thực sự không quan trọng đối với khả năng chuyển đổi của tốc cần đó. Thực sự thì tất cả các loại crypto đều nên được nhìn nhận như vậy, cần được thu hồi lại cần bị đóng băng. Đó là những điều không phản ánh toàn bộ ý nghĩa của hệ sinh thái lấy tự do làm trung tâm này. Bạn muốn đảm bảo rằng các điểm trao đổi với hệ thống Fiat được an toàn và bảo mật. Đó là lý do tại sao chúng tôi KYC tất cả những người tham gia đúc tiền hoặc đốt tiền. Bạn muốn đảm bảo rằng bất kỳ hoạt động on trên nào xảy ra nếu có liên quan đến tội phạm rằng những utxo hoặc những token đó có liên quan đến hoạt động đó khi chúng thực hiện chuyển đổi tiền pháp định rằng chúng cũng bị khóa và có thể không được chuyển đổi và bạn sẽ thông báo cho cơ quan chức năng về điều đó trong phạm vi mà chúng tôi tuân thủ các luật đó chúng tôi sẽ làm như vậy và những luật đó áp dụng cho chúng ta đúng như vậy vấn đề về usdc và tôi thực sự tôi không muốn nói thay họ về lý do tại sao họ làm điều đó nhưng tôi sẽ nói điều đó trong token ERC20. Trong việc chuyển token ERC20, hợp đồng thông minh mà xác định token thực sự thực hiện việc chuyển giao. Và mọi hoạt động chuyển token ERC20 mạng ngang hàng đều là chuyển khoản được hỗ trợ bởi hợp đồng thông minh nằm dưới sự kiểm soát của nhà phát hành token. Và vì mục đích đó bởi vì hợp đồng thông minh thực hiện việc chuyển giao. Bạn có thể nói một cách hợp lý rằng Circle Internet Financial Corp hoặc Tether Corp hoặc bất cứ cái quái gì hỗ trợ Tether. Họ thực sự đang thực hiện việc chuyển giao thay vì coi đó là một giao dịch mạng ngang hàng thực sự. Và đó là sự khác biệt giữa các Dano và Ethereum. Nếu bạn là người thực hiện chuyển khoản, chắc chắn bạn phải thực hiện việc thu hồi vì bạn sẽ đồng lõa với một loại tội phạm nào đó nếu bạn là người thực hiện thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán giữa tội phạm A và tội phạm B. Đối với một số loại hoạt động tội phạm, Circle có thể phải chịu trách nhiệm về điều đó, và trong trường hợp một hoạt động tương tự xảy ra trong các block trên khác, các Dano, Bitcoin, Lightning, bất cứ điều gì bạn muốn nói, bạn nói, chà, đó là những giao dịch cần được gắn cờ. Và khi những Bitcoin này xuất hiện trong thế giới thông thường, cuối cùng chuyển sang tiền pháp định, đó là lúc bạn kiểm soát nó. Và đó là một mô hình hoàn toàn khác trên Ethereum và trên blockchain EVM. Và tôi nghĩ có rất nhiều người đang cắn câu và nói, Chà, nếu chúng tôi có thể đưa ra một tiêu chuẩn token có thể khóa và có thể đóng băng, thì tất nhiên, những nhà sản xuất token ERC20 này sẽ đến đây và ra mắt token của họ trên các Và tôi nghĩ rằng có lẽ các Dano là một hệ sinh thái rất hấp dẫn vì nhiều lý do. Và trong suy nghĩ của tôi, đó là một nơi tuyệt vời để đến, và xây dựng doanh nghiệp cũng như là một nơi tốt để đến và phục vụ cộng đồng tuy nhiên họ vẫn chưa làm điều đó và tôi không nghĩ đó là vì họ yêu cầu nó phải được khóa hoặc thu hồi lại hay bất cứ điều gì tương tự có lẽ họ chỉ hài lòng với điều đó từ góc độ văn hóa. Tôi nghĩ rằng họ cần thực hiện điều đó trên ERC-20 vì token ERC-20 không phải là vật phẩm chứa UTXO có thể được chuyển nguyên bản qua blockchain trên giống như tài sản gốc của Cardano. Tôi nghĩ điều khiến Cardano trở nên đặc biệt là nó thực sự là Bitcoin với các hợp đồng thông minh thay vì trở thành kẻ giết Ethereum. Đó là lây ở một tốt hơn nhiều so với những gì bạn mong đợi thấy từ các dự án dựa trên Ethereum. Tôi không muốn nói USDC là thứ gì đó tồi tệ cho mọi người. Tôi không biết tại sao mọi người lại sử dụng nó. Tôi chỉ sử dụng USDC để rút tiền và thực hiện giao dịch trên Coinbase. Đó là lần duy nhất tôi có USDC. Nó không phải là thứ cốt lõi tôi lưu trữ. Nhưng cũng có một số người nắm giữ USDC. Một số người thích giao dịch bằng USDC vì họ có thể gửi lượng giá trị hợp lý cho nhau bằng cách sử dụng token đó. Và tôi sẽ không thực sự chê bai bất kỳ ai muốn điều đó trên các Dano. Tôi nghĩ có rất nhiều điều cần phải xảy ra trên các Dano trước khi nó thực sự trở thành hệ điều hành tài chính của thế giới và chúng ta đang trải qua quá trình SIP 1694. Chúng ta đang trải qua quá trình quản trị cộng đồng. Chúng ta đang trải qua tất cả những khó khăn ngày càng lớn đi kèm với khả năng mở rộng, đi kèm với các khả năng hợp đồng thông minh bổ sung. Đây là tất cả những điều mà cộng đồng đang nỗ lực xây dựng. Nếu chúng ta có thể có được các nốt do cộng đồng xây dựng, nếu chúng ta có thể có được nhiều tổ chức hơn về mặt công nghệ, thì chúng ta thực sự có thể là một nơi tuyệt vời để đến. Và thực sự là người chiến thắng tiếp theo trong chu kỳ tăng giá sắp tới. Nhưng tôi không cho rằng việc biến tài sản gốc của Cardano thành một điều xấu hay cố gắng thay đổi tiêu chuẩn tài sản gốc thành một thứ có thể bị khóa hay thu hồi là một ý tưởng tốt. Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay. Tôi nghĩ đây là cuộc phỏng vấn tuyệt vời nhất của chúng ta. Và để tóm tắt lại, ít nhất là từ quan điểm của anh, là thực tế là Ethereum hoạt động trên mô hình dựa trên tài khoản. Điều này đặt ra vấn đề trách nhiệm ở khía cạnh kỹ thuật của việc chuyển tiền được thực hiện trên Ethereum cho bất kỳ ai chịu trách nhiệm về hợp đồng thông minh sẽ là sơ cổ hoặc bất kỳ ai là nhà cung cấp thực sự của đồng stablecoin đó. Trong khi đó, trên các Dano, vì chúng ta hoạt động theo một cách khác hơn nhiều với mô hình UTXO mở rộng, nên các giao dịch này thực sự là mạng ngang hàng nên không cần có khía cạnh trách nhiệm đó, phải không? Tại sao không cần yếu tố trách nhiệm trên các đàno vì chúng ta đều biết rằng tiền tệ Fiat, cho dù đó là USDM, USDC, USDT về cơ bản là đại diện trực tuyến cho quyền tài sản của chính phủ. Nhưng để đảm bảo rằng cơ quan quản lý vẫn có toàn quyền kiểm soát, giống như với tiền mặt thực tế. Đó thực sự là lý do tại sao họ muốn có các khía cạnh thu hồi hoặc đóng băng, phải không? và cũng để đảm bảo rằng từ quan điểm pháp lý nếu họ cần thực hiện bất kỳ hành động nào họ có thể làm như vậy mà không cần ai can thiệp và một lần nữa Tôi nghĩ anh đã đưa ra quan điểm thực sự đúng đắn về phần trách nhiệm và lý do tại sao nó lại cần thiết trên mạng EVM. Nhưng mặt khác của token ở đây thì sao đối với việc các chính phủ muốn đảm bảo rằng họ có quyền kiểm soát tài sản của chính mình trong trường hợp họ cần phải làm điều gì đó quyết liệt. Tôi nghĩ rằng những người đã đưa ra những tuyên bố đó trên thực tế không có cơ sở tốt để đưa ra chúng tôi nghĩ rằng ở hoa kỳ tôi hy vọng chúng ta vẫn có luật pháp và tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể tôi nghĩ việc tự quản lý crypto không nằm ngoài tầm với của chính phủ nếu bạn đang làm điều gì đó xấu nếu bạn đang làm điều gì đó bất hợp pháp thì họ sẽ vỗ vai bạn và chỉ yêu cầu bạn nhập cụm từ hoặc lấy chìa khóa của bạn và đó là những thứ được cho là giả định thực sự không có nhiều cơ sở trên thực tế gần đây đã có hướng dẫn được đưa ra bởi ngân hàng thanh toán quốc tế giống như một tổ chức đa quốc gia liên quan đến việc sử dụng crypto và các hoạt động bất hợp pháp cũng như cách bảo vệ hệ thống tiền pháp định chống lại sự lạm dụng tiềm ẩn khi sử dụng crypto và đây là một số phân tích sâu sắc về hệ sinh thái và chúng đều được công khai họ đã rất chú ý tới những nguy cơ tiềm ẩn của hoạt động bất hợp pháp trong không gian crypto chúng tôi cũng thế thôi Chúng tôi rất cởi mở. Nhưng chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi có đủ biện pháp để bảo vệ khỏi những nguy cơ. Nhưng vẫn cung cấp sự cân bằng hợp lý giữa quyền tự do. Và quyền tự do cá nhân cũng như nhu cầu bảo vệ hệ thống khỏi bị lạm dụng. Chúng tôi cũng có tài khoản ngân hàng Fiat. Tài khoản đầu tư Fiat được nắm giữ ở Hoa Kỳ và được nắm giữ bởi các trung gian môi giới do xét quản lý, và các ngân hàng do fdic và, quản lý cũng như occ và, và, và fed hiện tại sẽ có rất nhiều hệ lụy xảy ra nếu đột nhiên fdic, FDIC hoặc occ FED, hoặc fed hoặc séc nói rằng tài khoản của bạn không được phép nữa vì nó lưu trữ crypto Would be it would be badly affected if the FDIC or the OCC or the Fed or the SEC were to say your account. There are many accounts that are backing up, you know, their are reserve accounts to back up certain securities instruments. And there's reserve accounts to back up, you know, things like like the gift cards and things like

Và ở mức độ mà bạn muốn chống lại sự kiểm duyệt, bạn cần phải mở rộng phạm vi địa lý của mình. Bạn cần phải có tài khoản ở những nơi khác nhau. Bạn muốn chắc chắn rằng mình có đủ khả năng làm chủ tài sản của mình. Nếu chính phủ trở nên chuyên chế, nhưng tôi không nghĩ đó là điều đáng lo ngại vào thời điểm hiện tại. Bởi vì những điều tương tự đang xảy ra với USDC, mọi người đều muốn USDC trên các đàn Họ đang làm điều tương tự như chúng tôi đang làm họ đang nắm giữ một tài khoản tại một số ngân hàng khác nhau và họ hứa sẽ đổi tốc cần lấy một đô la bây giờ tốc cần đó có thể được thu hồi lại có thể bị đóng băng và có thể được khoanh vùng nhưng chúng tôi không đổi bất cứ usdm nào nếu usdm có nguồn gốc tội phạm đến với chúng tôi thì chúng tôi có thể giữ nó và không hoàn lại chúng tôi kiểm soát việc chuyển giao giữa chúng tôi và người dùng

đương nhiên họ có thể sẽ bán nó on trên để lấy ada và sau đó họ sẽ cố gắng đổi tiền mặt từ số ada của mình chắc chắn là chúng ta sẽ có cơ chế công khai những kẻ này là những kẻ lừa đảo những kẻ này là bất hợp pháp để đảm bảo rằng mọi người biết điều đó để không tương tác chẳng hạn như công khai một chiếc ví là tài sản của một số cá nhân bị trừng phạt cần đảm bảo rằng thông tin như vậy phải được công khai và tôi có thể hơi ngây thơ khi nói rằng chúng tôi không thấy nhiều điều đó trên các cardano nhưng chúng tôi thực sự không thấy nhiều điều đó trên các Dano và chúng tôi biết điều đó bởi vì chúng tôi đã thảo luận với tất cả các cá nhân của Chainalysis, Chainalysis là một trong số họ và có một số nhà cung cấp khác mà chúng tôi cũng đã thảo luận để cố gắng hiểu rõ hơn về cách chúng tôi theo dõi token, làm cách nào để đảm bảo rằng chúng tôi biết token này là gì. Mọi sàn giao dịch tập trung sẽ có chính sách biết token của bạn là gì một cách rất chính xác. Nếu bạn gửi Bitcoin bất hợp pháp đến một sàn giao dịch tập trung, họ sẽ kiểm tra token đó và đảm bảo rằng nó đến từ một nơi thích hợp. Nếu nó bị gắn cờ là bất hợp pháp thì họ sẽ thông báo cho cơ quan chức năng, và họ sẽ không đổi Bitcoin đó lấy tiền pháp định. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với USDM. Chúng tôi có các biện pháp kiểm soát tương tự như các biện pháp kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch tập trung khi chuyển token sang tiền pháp định và từ tiền pháp định. Đó thực sự là điều chúng tôi đang lưu tâm đến. Tôi sẽ không tin tưởng nhiều vào những cá nhân nói. Cha, chính phủ chắc chắn muốn bạn khóa nó lại vì họ có một số lo ngại mơ hồ về việc kiểm soát tất cả tiền tệ. Và để mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của họ. Có rất nhiều loại tiền mặt của cá nhân có các quỹ thị trường tiền tệ quỹ etf được niêm yết và coi là tiền mặt để thế chấp ngân quỹ được coi là tiền mặt để thế chấp tất cả những thứ tương tự như thế được giao dịch với các bên được kiểm soát và không được kiểm soát và không phải lúc nào cũng thuộc đối tượng bị thu hồi một số trong số này ở dạng khác nơi chúng có thể được giữ lại và không bị thu hồi có rất nhiều hiểu lầm nhận thức sai lầm và cả nỗi sợ hãi về vấn đề này bạn có thể tưởng tượng rằng có những người rất quan tâm đến vấn đề này họ có xu hướng tự do và họ thường có thói quen chuẩn bị trước cho các tình huống thảm họa có thể xảy ra thói quen đó là điều tốt cho nhiều người đang nghĩ đến tình huống nếu chính phủ trở nên độc tài và muốn tịch thu toàn bộ số đô la của họ Ok, tôi nghĩ đó thực sự là một kịch bản xa vời, không có cơ sở thực tế và cần thêm thời gian để chiêm nghiệm. Cảm ơn anh một lần nữa. Tôi không có ý nói lan man, tôi cũng chỉ chia được một chút vậy thôi. Không hẳn vậy, tôi nói điều này với cộng đồng tham gia kênh vì tôi tin họ đang cảm thấy như... Anh chính là lý do tại sao chúng tôi ở đây, phải không? Hãy để cộng đồng nghe suy nghĩ của anh và cách Mehem sẽ vận hành. Và tôi nghĩ anh đã đưa ra nhiều điểm rất rõ ràng. Vì hạn chế thời gian, ta sẽ không nói kỹ hơn vào chủ đề đó nữa. Chúng tôi sẽ có buổi live ngày mai và tôi hy vọng các bạn sẽ theo dõi. Tôi nghĩ chúng ta có thể giải thích một số điều vào ngày mai. Nhưng anh đã gợi ra ra một số điểm rồi. Vậy tôi sẽ có thêm hai câu hỏi nhanh nữa và sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Việc tiếp theo sẽ chỉ xoay quanh việc đúc và đốt đúng không nhỉ? Và một điểm khác biệt chính giữa Mihen và một số đồng stablecoin được hỗ trợ bởi tiền pháp định khác là chúng có các đối tác cụ thể, hoặc các tổ chức cụ thể có thể đúc và đốt tài sản của họ. Trong khi Mayhem đã đi theo con đường hướng tới cộng đồng hơn nhiều, trong đó bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó. Có thể truy cập miễn là tôi tin rằng họ đã trải qua quá trình xác minh KYC và chống rửa tiền. Về vấn đề đó, các anh có gặp khó khăn gì không? Bởi vì, nếu làm vậy các anh sẽ phải giải quyết một lượng nhiều người muốn đúc đốt hơn. Cả khi đó chỉ là 100 USD. Tôi không biết liệu có giới hạn cho số lượng tiền tối thiểu để đốt hoặc đúc hay không. Và điều đó có phải cũng đặt thêm trách nhiệm lên các anh không? Bởi vì, nếu ai đó bằng cách nào đó có thể vượt qua các kẽ hở của việc KYC chống rửa tiền, và sau đó họ đúc được USDM khi lẽ ra họ không thể làm vậy, điều đó có ảnh hưởng đến các anh không? Tôi chỉ đang cố gắng hiểu lý do tại sao các anh lại đi theo con đường khác. Thay vì nói, này, chỉ những người nhất định này hoặc những thực thể nhất định này mới thực sự có thể đúc hoặc đốt USDM hoặc đổi USDM. Tôi đoán là chúng tôi có thể làm điều đó. Chúng tôi không có những hạn chế lớn về thực thể có thể tham gia. Tôi nghĩ những gì chúng tôi sẽ có là một loại phí cơ bản. Giống như một khoản phí tối thiểu để đúc tiền. Điều đó nhất thiết sẽ giới hạn mức giá mà ai đó sẵn sàng đúc tiền, phải không? Và nó gần như là giới hạn một cách tự nhiên cho các đơn đặt hàng có kích thước lớn hơn. Nhưng nếu bạn nhìn vào một số đồng stable coi lớn hơn trên Ethereum, chúng không trực tiếp đúc tiền, nhưng coi base trực tiếp đúc USDC cho các cá nhân và họ KYC tất cả mọi người, mặc dù họ có thể không trực tiếp đúc tiền mới. Nhưng nếu Coinbase là nhà sản xuất US hoặc họ là một trong những đối tác tham gia Circle thì họ sẽ phải chấp nhận rủi ro KYC đó. Đó chưa chắc là vấn đề về đồng stablecoin, mà là chấp nhận rủi ro. Đó là một sàn giao dịch tập trung. Nhưng có một sự khác biệt ở đây. Điều tôi muốn nói về những công ty lớn là họ không cho phép bạn đúc tiền trực tiếp với họ với mức phí tối thiểu 100.000 đô la hoặc số tiền tối thiểu cho USDT chẳng hạn. Nhưng có một số đồng stablecoin được hỗ trợ bằng tiền pháp định tốt. Tôi nghĩ chúa từ trên Ethereum và một số loại khác cho phép bạn đúc tiền trực tiếp với tư cách cá nhân. Bạn sẽ trải qua quá trình tương tự như chúng tôi đang trải qua. Tôi đoán những thực thể quy mô nhỏ phải làm gì đó, bởi vì họ không có các đối tác tổ chức lớn như Circle. Họ không có 80 tỷ đô la mà Tether có. Việc đúc tiền thực sự rất tốn kém sẽ khiến những thực thể quy mô nhỏ phải bỏ cuộc. Đối với chúng tôi, điều quan trọng hơn là về cộng đồng. Tôi nghĩ khi chúng tôi xem xét lộ trình của mình, chúng tôi muốn đạt được tình huống có giải pháp thanh toán bằng USDM. Tôi biết rằng Ross đã nghĩ ra Main Street, và chúng tôi cũng đang tìm cách hỗ trợ nỗ lực đó, và đảm bảo rằng chúng tôi có thể thu hút các cá nhân sử dụng nó. Trong phạm vi mà chúng tôi phải trả phí từ các đối tác ngân hàng của mình để gửi điện, hoặc chuyển khoản, chúng tôi sẽ cần phải tính khoản phí đó vào phí đốt hoặc phí đúc tiền. Điều đó sẽ làm cho các giá trị nhỏ kém hấp dẫn hơn, nhưng cũng sẽ làm cho token ít hữu dụng hơn một chút. Và trong phạm vi mà chúng tôi có thể nhờ ai đó như Main Street trực tuyến thực hiện các dịch vụ thanh toán bằng USDM, chúng tôi có thể thực hiện một khoản thanh toán dòng hàng ngày bằng Main Street Visa, Mastercard, bất kể đó là gì và có chúng. Thay vì gửi đi vài trăm lệnh mỗi ngày, gửi khoảng vài chục cho các cá nhân thông qua Mastercard. Và bạn có thể đạt được hiệu quả hoạt động. Loại hiệu quả về quy mô với các đối tác lớn hơn như Tether, hoặc bạn có thể bắt đầu từ quy mô nhỏ như chúng tôi đang làm. Tôi nghĩ rằng chúng tôi nên ở đúng vị trí của mình và phải giải quyết được vấn đề thực hiện kyc cho mọi người và đảm bảo rằng chúng tôi có các biện pháp kiểm soát vận hành tốt đối với tất cả những việc chúng tôi đang làm và khi đó chúng tôi có thể trở thành một đối tác tốt cho người dùng theo cách đó tôi nghĩ rằng không ai thực sự nghĩ về Tether cọp mà họ chỉ nghĩ về usdt chúng tôi muốn mọi người nghĩ về mihen như một đối tác trên hành trình đưa cuộc sống tài chính của họ vào các dano hơn là một công cụ nào đó mà họ sử dụng as a, a, partner on their journey to put their financial life into Cardano rather than kind of some tool that they use that's part of a bigger ecosystem, that they don't think about the, the different people that are Tôi nghĩ một trong những điều lớn nhất mà anh đã nói tới đó là đối với so một dự án so nhỏ so với ít dòng tiền thì uh, cần phải uh, làm việc với nhiều người hơn nhưng điều thứ hai anh cũng đề cập phần nào đến cách giải quyết theo đợt phải không tức là các anh có thể thực hiện nhiều việc nhỏ hơn và giải quyết chúng vài lần mỗi ngày thay vì việc cố gắng giải quyết các giao dịch của mọi người trong ngày điều đó gây khó khăn cho các anh trước khi chúng ta kết thúc một trong những điều lớn nhất mà tôi nghĩ mihen sẽ mang đến cho chúng ta ngày hôm nay là về mô hình cổng fiat vào ra của họ anh vui lòng giải thích cho cộng đồng cụ thể cổng vào ra fiat sẽ hoạt động như thế nào vậy? Nó có đơn giản là chỉ cần kết nối tài khoản ngân hàng với nền tảng Mihen, trải qua cây KYC và sau đó người dùng chỉ cần quyết định số tiền muốn đúc là xong. Số tiền đó được rút từ tài khoản ngân hàng và sau đó ngay lập tức được gửi dưới dạng USDM on trên. Và việc rút fiat ra thì chỉ cần làm ngược lại. Ồ oh, không! Nó sẽ không diễn ra ngay lập tức. Tôi sẽ nói về việc đúc USDM. Chúng tôi đang hợp tác với Play, một nhà cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng khá uy tín ở Hoa Kỳ. Và họ cũng đang làm việc với nhiều ngân hàng khác. Trước khi bạn muốn đúc tiền, bạn sẽ phải liên kết tài khoản ngân hàng bằng cách sử dụng Play, gửi USD vào đó và quá trình đúc sẽ mất 5 ngày để giải quyết. Cần phải mất 5 ngày, cũng giống như ngân hàng truyền thống, chúng tôi cần xác nhận chính xác số tiền fiat đã được ghi nhận chắc chắn vào tài khoản ngân hàng sau đó quá trình đúc usdm sẽ được diễn ra ngay lập tức làm như vậy để tránh những kẻ muốn lừa đảo mihen bằng cách đặt lệnh chuyển tiền và sau đó hủy luôn lệnh đó nếu chúng tôi đúc usdm và chuyển luôn vào ví của họ thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối có một cách khác là bạn có thể sử dụng hình thức chuyển khoản nhanh trực tiếp vào tài khoản của mihen theo hướng dẫn ngay khi bạn thiết lập tài khoản như thế ngay ngày hôm sau bạn sẽ nhận được USDM trong ví của mình đó là quá trình đúc tiền qua đêm nếu bạn chuyển khoản thông thường bạn sẽ phải chờ 5 ngày mới nhận được USDM như tôi đã giải thích ở trên It be an overnight process. And so the next day you'd be able to receive the USDM in your self-custody wallet after it's minted, after the wires and everything settle, after the Charlie 3 feed reflects the new balance of the account. And then we can go ahead and mint. So Ngay an sau khi bạn nhận được USDM, bạn uh, cũng có thể đốt chúng để hoán đổi lại USD thông qua tài khoản ngân hàng được liên kết của mình. Quá trình này diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào cách ngân hàng của bạn xử lý các giao dịch đó. back is Hiển nhiên quá trình đó có thể nhanh hơn quá trình đúc tiền. Tôi nghĩ anh đã giải thích khá rõ về thời gian giải quyết. đương nhiên quá trình này phụ thuộc vào ngân hàng và nằm ngoài kiểm soát của mihen Tôi cũng đã sử dụng các nền tảng như Binance và Coinbase và đó có lẽ là một trong những vấn đề đau đầu nhất phải không? Nó cũng giống như việc nạp ADA vào tài khoản nhưng phải chờ đợi giao dịch được xử lý khá lâu. Nhưng yeah. như cách anh giải thích thì việc đó có ý nghĩa tích cực nhất định. Vậy Matt. Điều cuối cùng tôi muốn nói, đó là chúng ta hãy cùng đặt hy vọng vào dự án và hãy cùng chờ tới ngày nó được ra mắt. Chúng ta sẽ chứng kiến ngày dự án ra mắt thị trường. Sau này khi lượng TVL lớn hơn, công ty lớn mạnh hơn chúng ta sẽ có cả công cụ kiểm soát được các giao dịch gian lận. once we get bigger we have more tvl and we have more you know, capital in the, in the company and we, we can go through the process of potentially bearing the risk of, of fraudulent transactions um, you know, we may end up with a risk-based framework that may allow individuals to you know, receive the tokens in a more timely manner particularly those who are cuối cùng chúng ta sẽ gặp tình huống trong đó một cá nhân có thể đúc usdm ngay lập tức bằng giao dịch fiat và không bị thu hồi lại và đó là một vấn đề khác mà chúng ta cần giải quyết đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này và đó cũng là một điểm thú vị khiến mọi người đến với mihen tôi hy vọng như vậy và tôi hy vọng rằng nó sẽ là một công cụ hữu ích cho mọi người nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta có thành tích tốt về tương tác với cộng đồng và tôi tin rằng rồi đến một lúc mọi người sẽ nói ồ oh, cảm ơn usdm nhưng trước mắt chúng tôi cần phải quản lý tốt kho dự trữ vận hành trơn tru hệ thống và đảm bảo công cụ kiểm soát rủi ro thật tốt một lần nữa cảm ơn anh, Matt. Tôi rất hào hứng theo dõi những điều sắp diễn ra và cách mọi người đến và chấp nhận mihen Tôi nghĩ đó sẽ là một phần thưởng rất lớn. Có thể sẽ là cuối năm 2024. Có thể chúng ta sẽ có thứ gì đó để làm lúc đó. À. Tôi hiểu ý anh, tôi đánh giá cao về điều đó. Điều cuối cùng của cuộc phỏng vấn ngày hôm nay sẽ là về Chainrise. Chúng ta lẽ ra đã nói về chủ đề này sớm hơn một chút trước đó. Anh vui lòng nói đôi chút về Chainrise, nó là gì và cộng đồng có thể tiếp cận nó như thế nào? Và họ thực sự sẽ là chủ sở hữu của cái gì khi tham gia Chainrise? Rất nhiều công ty crypto đã tung ra token đều có đơn vị phát hành token, và sau đó họ có đơn vị thứ hai giống như một phòng lab. Đó là đơn vị kinh doanh điều hành việc thu chi và nắm giữ lợi nhuận từ token. Và với Mihen, có hai thực thể. Một trong số đó được gọi là Mihen Finance LLC, đó là nhà phát hành token, đó là nhà phát hành có giấy phép, đó là nhà phát hành được quản lý. Sau đó, có một công ty thứ hai có thỏa thuận cấp phép, cấp phép phần mềm với Mihen Finance LLC để nhận toàn bộ doanh thu từ quỹ dự trữ token Stablecoin và từ hoạt động của công ty, và họ tạo ra phần mềm. Mô hình ở đây giống kiểu công ty mẹ con. Công ty mẹ từng được gọi là Mihen Innovation và điều này khiến nhiều đối tác của chúng tôi bối rối khi chúng tôi nói tên Mihen. Họ không chắc liệu chúng tôi nói Mihen Finance hay Mihen Innovations, vì vậy chúng tôi đổi tên nó thành W3E Software. Và W3E Software là công ty mẹ của mihen mà chúng tôi đang thực hiện hoạt động gây quỹ cộng đồng REGCF. Nó bắt đầu trên WeFunder vào năm ngoái, và chúng tôi đã nhận được cam kết khoảng 275.000 USD trong vòng vài tuần để huy động vốn cho công ty và thu hút các nhà đầu tư thực sự sở hữu cổ phiếu của công ty phát hành Stablecoin hoặc công ty. Đó là loại công ty mẹ. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đã hợp tác với WeFunder. Chúng tôi đã đạt được quan điểm với WeFunder rằng họ sẽ không thể tốc cần hóa đợt chào bán này. Chúng tôi luôn cam kết với các nhà đầu tư của mình rằng chúng tôi muốn tìm cách hợp pháp hóa việc cung cấp vốn cổ phần on trên tại các Dano. Và chúng tôi đã làm việc thông qua một số đối tác khác nhau để thực hiện việc cung cấp REGCF này. Và cuối cùng chúng tôi đã thành lập được một công ty tên là Chainrise. Quá trình của Chainrise hơi khác một chút. Quy trình WeFunder cho phép chúng tôi quảng cáo đợt chào bán và cố gắng đạt được các cam kết trước khi chúng tôi thực sự nộp các thủ tục giấy tờ cho SEC. Để yêu cầu tăng vốn. Và bây giờ những gì chúng tôi đang làm là chúng tôi đang trải qua một quá trình hoàn tất thủ tục giấy tờ cho SEC. Chúng tôi đang gửi nó. Tôi nghĩ chúng tôi có một bản dự thảo cuối cùng trước khi có thể gửi nó cho Finra và xét để xem xét về đợt chào bán này. Đó là một đề nghị hợp pháp hóa chứng khoán riêng cho Mihen. Và đối với các nhà đầu tư cá nhân, thường nằm ngoài REGCF vòng này gọi là huy động vốn từ cộng đồng. Khác với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, số tiền bạn có thể huy động rất hạn chế. Nhưng REGCF cũng thích hợp cho những cá nhân muốn đầu tư. Đây là cơ hội cho những cá nhân không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể đầu tư vào các công ty khởi nghiệp. Tôi nghĩ WeFunder là một nền tảng khởi nghiệp phổ biến, nhưng trên Raise sẽ cho phép chúng tôi mã hóa vốn chủ sở hữu. Đó là những gì chúng tôi đang làm triển khai. Chúng tôi sẽ sử dụng trên Raise. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo công khai khi sẵn sàng. Nhưng do việc ra mắt token có sự chậm trễ, nên sắp tới chúng tôi muốn tập trung vào điều đó trước khi bị phân tâm bởi hoạt động gây quỹ hoặc các vòng gội vốn chúng tôi đang cố gắng tập trung vào việc xây dựng token thực hiện các thay đổi trong hợp đồng thông minh cho phù hợp kiểm tra khả năng tích hợp và đảm bảo rằng mọi thứ đều hoạt động trơn tru sau đó chúng tôi sẽ thông qua trên race và sẽ có các nhà đầu tư đến và cố gắng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư đối với công ty thực ra do chúng tôi là một nhóm thành viên cộng đồng Cardano không được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm mặc dù đã nhận được một ít tiền từ một số người khác nhau trong cộng đồng nhưng đó không phải là số tiền quá lớn để có thể gây lên một điều gì kiểu như một tiếng vang lớn chúng tôi cũng chỉ là một số người có chuyên môn hẹp trong lĩnh vực này chúng tôi sẽ huy động vốn từ cộng đồng tham gia sở hữu công ty bước tiếp theo chúng tôi muốn triển khai là sẽ mã hóa vốn chủ sở hữu trên cardano thực ra đó là một vấn đề hoàn toàn khác nó sẽ là bước tiếp theo và chúng ta sẽ quay lại để thảo luận về điều đó sau khi mọi thức trở nên rõ ràng hơn một chút

Tôi rất vui được gặp lại anh bất cứ lúc nào, Matt. Một lần nữa, tôi nghĩ đây là cuộc phỏng vấn tuyệt nhất mà anh và tôi đã có. Một trong những điều sâu sắc nhất và là một trong những điều tôi thực sự học được về Mahen. Và tôi hy vọng rằng người xem ngày hôm nay sẽ thấy cuộc phỏng vấn đặc biệt này hữu ích. Nếu các bạn đang xem tại nhà muốn tìm hiểu thêm về Mahen, và mọi thứ mà đồng Stablecoin được Fiat hỗ trợ của họ sắp cung cấp cho các Dano, hãy nhớ truy cập và xem các liên kết bên dưới như một phần mô tả video ngày hôm nay. Như thường lệ, các bạn thích video ngày hôm nay thì một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Matt. Hãy chắc chắn rằng bạn tiếp tục theo dõi và bấm nút like. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm để app Central và muốn có thêm nội dung như thế này bao gồm tất cả các nhà phát triển ở đây trên các Dano, hãy đăng ký. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào dành cho Matt về Mahen hoặc bản thân tôi, hãy nhớ để lại những câu hỏi đó ở bên dưới. Như mọi khi, chúng ta sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.